Trời ơi. Ờ, quay con nha, nha. Dựa nó, có đứng dựa nó đi. Nhiều khi đi chợ về mà làm mà cứ thấy nó cái nó cứ quay nó ụt, nó cứ đưa lên mặt mình á. Thấy không thể nào hình cho mà bán á. Giờ nó bán cả 100 triệu, cô có không bán đâu, thiệt. Cô tên là Nguyễn Thị Nha, em này tên là Ụt, cô nuôi nó cũng được 16 tháng rồi đó. Nó chắc không phải là trên 1.5 tạ rồi. Nó là heo mòi, cô đi chợ đầu mối á, cái ta bỏ trong cái giỏ đó, xong cái rồi cái cô thấy vậy á, thôi nhờ nhà buồn quá không có gì nuôi, cô mua nó có 200.000 à, cô bắt con nhỏ nhất để cô nuôi cho nó chung với con chó nè, mà không ngờ nuôi nè thì nó càng lớn mà thấy nó khôn quá. Hồi bé thì nó khoảng 1 kg à, không biết gọi nó bằng gì, thôi gọi nó còn ụt ụt đi. Lúc nó 20 mấy kg á, tắm cho nó xong bắt đầu nó khoái lắm, nó vô trong cái nệm á, là nó lăn lộn chậm á, nó nhảy nhót, thấy thương lắm. Từ hồi con nuôi giờ nó chẳng bệnh chẳng gì hết, cũng không có tốn kém gì hết. Bánh mì thì có nhiều khi người ta bánh mì nguội á, người ta cho nó, còn không thì mình ăn cơm á, mình có canh mình cho nó ăn miếng canh. Còn ví dụ mà không có canh á thì mình chiên cái trứng gà, 2 cái trứng mình trộn cho nó một tô cơm, thế là nó ăn. Nó khôn lắm, nó thấy ăn thì xin cho cũng được, nó cũng nằm nó ngủ à. Nhiều khi cô đi chơi á, đóng cửa từ sáng tới chiều thì nó cứ nằm ở trong nhà vậy đó, chiều bắt đầu mới về thì mình mở cửa ra để đi vệ sinh. Rồi nó có muốn đi vệ sinh thì nó lên tiếng, nó kêu ụt 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 ụt, kêu mình mở cửa cho nó đàn trước nó đi, chứ không bao giờ mà nó đi trong nhà hết á. Từ nuôi giờ không có đi bậy nhà, không có gì mà nó phá phách á. Cô để đồ đầy chứ không giờ nó phá. Gia đình cô chỉ có 4 đứa con với cô à, với lại cậu nó thôi à. Mang bầu thằng thứ tư thì ông xã bỏ đi, thì Nga cũng gánh nuôi hết 4 đứa con, xong bây giờ em nó bệnh, giờ Nga cũng phải nuôi luôn. Hồi xưa cô hả, lúc mà mấy em nó còn nhỏ chứ cô cũng đi vác xi măng vậy. Một ngày cô vác là cả 1000 bao đó, mà cô đi từ 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, rồi xong tới có khi 11 giờ khuya về, anh em nó nhỏ tự lo lấy cho nhau. Ông xã bỏ đi, cô không có một đồng trong tay nữa. Là cô mới bán sữa đậu nành, rồi cô bán bánh hot dog, rồi xong cái cô bán mấy cái đó thấy con mình không có đủ đó, mình cái cô mới xây công nghệ bún xào, thì được ông bà thương thì cho bán, thì cũng nói chung quy lo được cho con. Cô bán được 13 năm rồi. Mình nghĩ bây giờ mình không lo cho con được học tới nơi tới chốn, như là con chỉ học hết cấp 3, không cho con mình học cao nữa, mình cũng thấy buồn buồn. Nhưng bây giờ con nó lớn, nó tự hiểu thì thôi, nó cũng tự học, nó tự làm. Thấy con mình nó ngoan, với lại mà nó cũng chịu giỏi, nó chịu làm, nó biết thương mẹ, thì cái niềm an ủi của con mình là mình thấy mình lướt qua hết. Nó đi làm hết rồi mình cũng đỡ một cái gánh, về thì nó cũng phụ mẹ, mỗi đứa mỗi việc, nó cứ rảnh thời gian nào thì nó phụ mẹ, cũng như là đứa thì làm bún rau chả giò, Nga không cần giàu, chỉ cần bốn đứa con là nó vui vẻ là mừng lắm. Nga nuôi con vật đó, Nga cũng con nào Nga cũng thương lắm, như con heo vậy, nuôi nó thì cảm thấy vui. Chiều này người ta đi á, là người ta bu đầy á, đi đón con về, nhiều khi người lớn vậy nhá, 9-10 giờ khuya vẫn đi coi heo. Có người đòi mua 8 triệu mà cô không bán á, chứ thấy mình nuôi nó, mình mến nó quá, mình không thể nào mình bỏ nó được, thôi mình bán thôi, vì mình 8 triệu đó mình ăn cũng hết, nhưng mà mình thấy tội nó lắm.
Nó cũng kêu như là thành viên trong gia đình đó. Hồi xưa nó đi được trong nhà thì nó vô trong nhà, nó dành chỗ nó nằm. Cái nệm đó thì nó leo lên, nó nằm giữa, nó ủi hết, nó dạt ra. Tới giờ nó lớn rồi, nó biết là nhà trơn quá, nó không đi được chứ. Một lần nó đi là cô phải lót cái tấm bằng vải vậy đó. Nó chờ mình chạy xong nó bước. Thấy nó đi tới đâu cái mình giục cái tấm theo tới đó. Một đường dài y như là chạy thảm thì cái nó đi vậy đó. Có nhiều người ta hỏi trời ơi nuôi như vậy rồi mai mốt chết rồi đất đầu chôn. Thì Nga cũng không biết nói sao. Bây giờ nó chết rồi thì bây giờ đi kiếm chỗ nào có đất thì mình xin chôn, mà không có thì bây giờ mà thì thiêu.